Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Và ngày hôm nay cũng là cái mùa mà tóc của chúng ta rụng nhiều hơn mọc. Đương nhiên khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm tự nhiên thì mình cũng phải ghi nhớ một cái điều rằng là nó sẽ không thể có hiệu quả mà bạn nhìn thấy được bằng mắt thường ngay sau khoảng 2-3 tuần nếu mà là tóc. Bởi vì là một tháng tóc của chúng ta chỉ mọc dài ra thêm khoảng 1 cm cho đến 1,5 cm thôi, chứ nó mình sẽ không nhìn thấy được cái tốc độ của nó quá nhanh như là trong những cái trường hợp chăm sóc da khác. Tuy nhiên nếu mà bạn quan sát mái tóc của mình sau 3 tháng, sau 6 tháng hoặc là bạn duy trì cái chế độ dinh dưỡng cho mái tóc như Anna sắp chia sẻ tới đây thì bạn sẽ thấy là mùa thu đông này của chúng ta sẽ trải qua một cái mùa thu đông mà chúng ta không phải sử dụng máy hút bụi, không phải sử dụng chổi để quét tóc của chúng ta quá nhiều, được không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thực phẩm giúp nuôi dưỡng mái tóc cho chúng ta một mái tóc dày, bóng và khỏe. Chúng ta sẽ đến với cái loại thực phẩm đầu tiên cần phải bổ sung cho cơ thể của chúng ta, đó là dưa leo. Dưa leo là một loại quả được biết là rất tốt cho hệ tiêu hóa và rất tốt cho da. Bên cạnh đó, hôm nay bạn sẽ biết thêm được là dưa leo còn rất là tốt cho mái tóc của chúng ta. Trong dưa leo ấy có rất là nhiều vitamin A, B, vitamin K và rất là nhiều kali, phosphat và cộng với nhiều những cái loại khoáng chất khác nữa. Và chính bởi những cái hợp chất như vậy mà nó sẽ giúp nuôi dưỡng cho cái mái tóc của chúng ta cũng như là làn da của chúng ta có một mái tóc chắc khỏe. Thậm chí là khi mà tóc của chúng ta đã dài thì dưa leo vẫn có cái khả năng là cung cấp cái độ ẩm và cung cấp nước cho tóc rất là tốt. Bản thân dưa leo có hơn 90% cái thành phần tự nhiên là nước, sử dụng cả lớp vỏ bên ngoài của dưa leo chứ không chỉ lớp ruột. Chính cái lớp vỏ này chính là cái lớp mà có những cái hoạt chất giúp cho chúng ta giữ được nước bên trong tế bào. Cái vỏ này cũng giúp bảo vệ dưa leo, thì chính cái vỏ này khi chúng ta ăn vào nó cũng giúp bảo vệ cho tế bào của chúng ta và bảo vệ cho cái lớp tóc cũng như là lớp da móng của chúng ta có được một cái giống như là một cái lớp màng để lúc nào cũng được giữ nguyên được độ ẩm, làm cho tóc của chúng ta không bị sơ, không bị rối vào với nhau. Và chính vì cái việc là không sơ không rối thì nó sẽ giảm được cái độ rụng, hiểu không ạ? Và thêm một lưu ý là tất cả những cái thực phẩm mà Anna sẽ kể dưới đây là bạn sẽ ăn tươi hết nhé. Chứ mình không xào dưa leo, cũng không cần phải trộn nó vào salad đâu. Chúng ta sẽ đến với món thực phẩm số 2, đó là việt quất. Bạn có thể ăn việt quất một nắm tay thôi. Một nắm tay thì nó sẽ tính ra nó có khoảng 15 quả gì đó. Và việt quất được tính là thuộc nhóm quả mọng, thuộc nhóm quả dại. Bởi vậy cho nên việt quất có rất nhiều anthocyanin là những cái chất mà giúp cho chúng ta có thể chống lại những gốc tự do, làm cho chúng ta trẻ hóa tế bào một cách nhanh nhất. Chúng ta không thể bỏ quên việt quất nếu như muốn da, tóc và móng của chúng ta khỏe được. Trong việt quất á, ngoài anthocyanin còn có rất là nhiều vitamin K, mà thực ra việt quất còn là một trong những cái loại quả mà giúp thải độc tự nhiên bên trong tế bào rất là tốt và hỗ trợ cho cái hai quả thận của chúng ta rất tốt. Đối với đông y á, quả thận của chúng ta được thuộc về hành thủy, và thuộc về hành thủy cái màu đặc trưng của nó là màu đen, tức là tất cả những cái rau củ quả mà có những cái màu đậm sẫm như thế này thì họ sẽ đưa được những cái dẫn chất vào thận. Và khi bạn ăn những cái loại mà quả tối màu như thế này thì nó sẽ dẫn vào thận, và khi dẫn vào thận như vậy nó sẽ làm cho sinh lực của mình tăng lên, và khi sinh lực của mình tăng lên buổi tối bạn sẽ không bị lạnh này, và chỉ có sinh lực trong cơ thể dồi dào thì nó mới có thể đưa lên được lên đầu, và từ đó mới có thể nuôi dưỡng được tóc rồi da rồi móng ở phía bên ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại thực phẩm thứ ba, đó là trái bơ. Chúng ta có thể ăn hàng ngày, việt quất cũng là cái loại mà chúng ta có thể ăn hàng ngày, nhưng riêng bơ thì chúng ta có thể ăn một tuần khoảng 2 lần đến 3 lần, và mỗi lần bạn chỉ cần ăn một nửa trái nhỏ xinh như thế này hoặc là 1/4 trái thôi, không cần nhiều. Khi nhắc đến cái việc chăm sóc tóc thì chúng ta không thể thiếu được những cái thành phần axit béo như là omega 3, omega 6. Những cái hoạt chất này nó sẽ giúp nuôi dưỡng cho làn da này, cho tóc và cho móng rất là tốt. Tuy nhiên nếu như chúng ta mà lạm dụng quá nhiều, đặc biệt nếu như mà bạn đang sống ở vùng khí hậu nóng thì có thể nó sẽ nhiều quá thì nó sẽ có tác dụng ngược. Nên bạn hãy ăn một cái lượng vừa phải vừa đủ nhé.
Và nếu mà hết mùa bơ thì bạn có thể luân phiên bằng những cái loại thực phẩm khác. Ta sẽ đến với loại thực phẩm thứ tư, đó là những cái loại thực phẩm có màu xanh. Những loại thực phẩm có màu xanh ở đây chúng ta có thể kể đến như là họ cải, gồm có cải xoăn này, cải bó xôi này, rồi cần tây này. Nếu mà bạn sờ vào cải xoăn, bạn sờ vào cần tây, bạn sẽ thấy rằng là những cái loại này là những cái loại mà nó rất là chắc, cái sớ của nó rất là chắc chắn. Và với những cái loại mà sớ chắc chắn như vậy á, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta phòng chống ung thư. Mà để phòng chống được ung thư thì cái nguồn cội sâu xa là nó làm cho cái tế bào rất là trẻ, rất là chắc, rất là khỏe. Bởi như vậy cho nên là nó cũng làm cho chân tóc của chúng ta rất là chắc và sẽ giảm được cái lượng gãy rụng xuống. Đồng thời nó sẽ giúp cho có đầy đủ bổ sung tất cả những loại vitamin, khoáng chất có trong thực phẩm màu xanh, đặc biệt là oxy đến cho tận những cái gốc của những cái sợi tóc của chúng ta, cung cấp đầy đủ những cái khoáng chất để nuôi dưỡng toàn bộ cái sợi tóc của chúng ta. Bạn cũng có thể chọn thêm bí ngòi, cũng là một trong những cái loại thực phẩm rất là tốt. Thay vì là bạn có thể ăn một số những cái loại bí khác thì bạn cũng có thể bổ sung thêm bí ngòi. Khi ăn bí ngòi thì bạn nhớ là bạn hãy ăn cả vỏ nhé. Chính cái màu xanh này chính là cái mà chúng ta cần đấy ạ. Loại số 5 sẽ là nha đam. Những cái chất nhờn tự nhiên, gọi là chất xơ mà ở dạng lỏng đó. Cho nên nếu mà bạn bị táo bón thì nha đam nó có thể làm mềm chất thải mà đã bị đóng cặn quá lâu ở trong đại tràng của mình và dễ dàng đưa được ra ngoài theo một cái cách hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên nếu như mà mình sử dụng quá nhiều thì nó cũng không tốt, bởi vì chính cái độ ẩm này nó sẽ làm trương nở những cái cục chất thải của mình, và khi trương nở quá thì nó lại cũng khó mà có thể ra ngoài được. Đối với tóc của chúng ta thì nha đam sẽ làm cho tóc của chúng ta cấp ẩm cho tóc của chúng ta, không những chỉ tốt cho bên ngoài cơ thể của chúng ta mà nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta, rất tốt trong việc bôi trơn những cái khớp ở xương, ở những cái khớp nối như là cổ tay, cổ chân, những cái khớp mà ở ngón tay và ở ngón chân. Thực phẩm số 6 là một cái loại mà ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều, đó là mè. Trên tay Anna đây đang có hai loại, đó là mè đen và mè trắng. Mè là một cái sản phẩm tự nhiên, không có biến đổi gen gì cả, và cũng không bị hấp dẫn những cái loại sâu bệnh, bởi vì những cái hạt này ngoài chất béo ra thì nó không có những cái mùi vị thơm ngon ngọt như là một số những cái loại quả. Và bản thân cái hạt mè nó có hai loại, mè đen và mè trắng, thì nó hỗ trợ cho từng cái chức năng trong cơ thể khác nhau. Đối với mè trắng nó sẽ làm cho da của chúng ta đẹp, tạo căng, cái độ căng, độ ẩm cho da, cho tóc, cho móng, và nó sẽ làm bôi trơn những cái khớp xương. Đối với mè đen á, thì nó sẽ làm bổ cho não, cho tóc có màu đen. À, đây là bí mật để cho tóc của chúng ta có màu đen. Nếu như chúng ta bị bạc, gọi là bị bạc tạm thời á, có những người mà trải qua một hay là vài ngày suy nghĩ nhiều quá, tự nhiên cảm thấy trên đầu mình có nhiều tóc bạc, thì những người đấy là những người còn trẻ nhá, thì cái tóc bạc đó là nó chỉ bị bạc trong một cái giai đoạn tạm thời thôi. Nếu bạn biết cân bằng lại bằng dinh dưỡng thì tóc của bạn sẽ đen trở lại. Bạn có thể ăn mè đen pha với mè trắng thường xuyên, phù hợp với thể trạng người Việt Nam chúng ta, cung cấp rất nhiều omega 3, omega 6. Qua là 6 cái loại thực phẩm rồi. Loại thực phẩm thứ 7 ta xin được giới thiệu, đây là loại thực phẩm số 7. Cái loại thực phẩm số 7 này á, nó là bên trong của cái bình này, chứ không phải là nó là cái bình này. Nước lọc, và nước lọc được giữ ấm ở trong bình thủy. Và nước, lúc nào mình cũng phải sử dụng là sử dụng nước ấm. Có rất là nhiều người có thói quen sử dụng nước lạnh, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam thì đá được sử dụng rất là nhiều. Ở dạng nước ấm nếu chúng ta muốn có một sức khỏe tốt. Đối với phụ nữ của chúng ta này, cái tóc của chúng ta nó dài chứ không ngắn như đàn ông, cho nên cái việc nuôi dưỡng mái tóc nó khó hơn so với cả nam giới. Tuy nhiên về độ rụng thì nam hay nữ đều bị rụng tóc cả. Nguyên nhân sâu xa của nó là chúng ta không có giữ ấm được cho bên trong cơ thể của mình. Rất là ít người biết được cái nguyên nhân này, và cái nguyên nhân này thì hoàn toàn đến từ Đông y. Nếu như mà bạn muốn, bạn là phụ nữ và bạn muốn là có một mái tóc khỏe, có một cái quả thận tốt và có một cái cơ quan sinh sản của chúng ta tốt nữa, tức là vùng tử cung của chúng ta tốt, thì chúng ta cần phải uống nước ấm mỗi ngày.
Còn nếu bạn là đàn ông thì nước ấm lại càng quan trọng rồi, bởi vì quả thận chính là cái cơ quan mà tạo ra testosterone, là cái hormone nam giới. Cho nên rằng nếu bạn muốn một cách tự nhiên, một cách rẻ tiền mà chăm sóc sức khỏe một toàn diện, đặc biệt là nếu ngày hôm nay chúng ta nói đến mái tóc, nếu chỉ cần nếu như giả sử bạn không có điều kiện để sử dụng 6 cái loại thực phẩm mà Anna vừa mới kể đến ở trên, thì bạn chỉ cần dùng nước ấm thôi. Mỗi ngày bạn dùng nước ấm, lúc nào bạn cũng dùng nước ấm, luôn luôn có một cái bình thủy để uống nước ấm ở bên cạnh, thì tóc của bạn cũng đã không bị rụng và bạn có thể sống sót qua cái mùa đông này mà không phải chiến đấu với cái nạn rụng tóc. Bạn hãy chọn cái loại nước đầu tiên là nó phải sạch, cái nguồn nước của chúng ta đang bị ô nhiễm vô cùng báo động. Thứ hai là cái nước của chúng ta nó có tính kiềm, là cái nước phù hợp nhất với cơ thể của chúng ta. Khi mà bạn nấu nước lên thì bạn hãy nhớ rằng là sử dụng hết ngay trong ngày, và qua ngày thì giống như là nước cũng bị thiêu ấy, mình cũng không nên sử dụng nhé. Và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau đi đến qua 7 cái loại thực phẩm. Trong đó cái loại số 7 là một loại rất là đặc biệt mà giúp mang đến cho bạn một cái mái tóc khỏe, chắc, bóng ma. Mong là bạn sẽ thực hiện và sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta 7 cái loại thực phẩm trên cho mái tóc, đồng thời cũng là cho da và cho móng. Nếu mà bạn thích thông tin này thì hãy cho Anna một like, share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của Anna để Anna có thêm động lực nhanh chóng ra những clip tiếp theo. Rất là biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng Yobo trong suốt thời gian qua. Chúc bạn thành công và có một mái tóc thật là bóng khỏe. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video clip sau.